chinh. Thì cũng tương tự như cái vùng trên thì mình sẽ nhớ được một số cái cơ ở cái vùng cẳng chân mà có nhắc tới ở trong cái phần gối, đó là gì? Nhóm cơ gì? Vùng cẳng chân trước, nhóm cơ gì? Mắt sau chi phối, đúng không? Nhóm cơ vùng cẳng chân ngoài, đây là cái mắt nông chi phối, và nhóm cơ vùng cẳng chân sau, đây là cơ gì? Chày, đúng không? Thì tới cái vùng cổ chân nó sẽ cũng là những cái nhóm đó rồi nó lại phân nhánh. Rồi thì nhóm cơ cẳng chân trước nó sẽ gồm có ba cơ, đó là cơ chạy trước, cơ giữa ngón cái và giữa các ngón, nhóm cơ vùng cẳng chân ngoài thì cơ cơ mát, đơn giản để nhớ dễ hơn là mắt dài mắt ngắn, đôi khi có mắt ba nữa ha. Và nhóm cơ vùng cẳng chân sau là cơ gì? Cơ một chân, cơ chép, đúng không? Còn phía trong có cơ gì? Cơ chạy sau, cơ duỗi, cơ gắt các ngón, cơ gắt ngón cái, đó. Thì nó cũng tương tự như một khối sẽ là sự nối tiếp của các cái cơ, và sau đó tới vùng cổ chân nó sẽ thành gân. Đây là gân, dây chằng, các chữ gân. Lúc nãy là mình đã nhắc lại cái nhóm cơ rồi, thì bây giờ mình sẽ đi vào các cái nhóm gân. Phía trước nhắc lại nó sẽ có ba cái gân, gân phụ cơ chạy trước, rồi cơ gì nữa? Cơ gắt ngón cái và cơ cơ duỗi ngón cái và cơ duỗi các ngón, đúng không? Là phía trước. Rồi phía đây là phía ngoài. Phía ngoài thì dễ rồi, nó sẽ có các cái cơ mát thôi, mát dài và mát ngắn. Phía trong thì mình sẽ có cơ gì? Ở đây có cơ chạy trước, thì ở đây có cơ chạy chạy sau, rồi cơ gì nữa? Gân cơ gấp, đúng không? Ở phía trước là cơ duỗi, thì ở đây có cơ gấp ngón cái và cơ gấp các ngón, gấp ngón cái và cơ gấp các ngón. Rồi phía sau thì mình có cơ một chân với cơ dép, nó sẽ hợp lại thành gân gì? Gân Ascin hay là gân gót, đúng không? Gân Ascin hay gân gót nó sẽ bám vào trong phía sau của xương gót. Rồi nhớ hết chưa? Nó các nhóm gân thì lát nữa mình lòng mình mới biết được nó cắt cái gì nha. Không rồi, tổn hết, tổn hết. Đó là về gân cơ. Mình tới dây chằng thì mình dễ nhớ là mình nhớ là phía trong thì có dây chằng ở trong, phía ngoài cổ chân thì có nhóm dây chằng bên ngoài vậy thôi. Còn cái dây chằng mà nội tại đây nó nối các xương với nhau thì nhiều lắm, nhắm được dây chằng ở trong bên ngoài là được. Rồi bây giờ mình sẽ đi về phía trước. Trước phía trước thì nó sẽ có gân gấp ngón cái các ngón chạy trước, đúng không? Xin lỗi, gân chuỗi. Rồi thì nó sẽ có mạc giữa gân chuỗi ở phía trên, mạc giữa gân chuỗi ở phía dưới. Mạc giữa gân chuỗi phía trên thì nó chỉ là một cái bó như thế này thôi, còn mạc giữa gân chuỗi phía dưới thì nó sẽ có thành bó chữ Y như thế này. Thì rest ha. Nó có ba gân, gân chạy trước đây, gân chuỗi ngón cái và gân chuỗi các ngón. Gân chuỗi các ngón thì là bốn trẻ, đây thì ngón số 2, ngón số 4, ngón số 5. Còn ngón cái, ngón số 1 này ha. Trước đi từ trong ra ngoài theo thứ tự đó để mình lát mình cắt qua mình biết nè. Từ trong ra ngoài, đây ngoài đi trong nè, ba gân nè, gân chạy trước nè, rồi duỗi ngón cái và duỗi các ngón nè, ba gân thì duỗi ngón cái với duỗi các ngón thì dễ rồi. Còn gân chạy trước thì nó đi sao? Chạy trước đây, nó đi đây, nó xuống. Xương trên trong và mặt lòng của đốt bàn ngón số 1 nó đi vòng xuống phía dưới của cái lòng bàn chân luôn và nó bám tận vào mặt lòng của đốt bàn ngón số 1 đây. Đây là gân chạy trước nè, đi từ trong ra ngoài sẽ có chạy trước, gân duỗi ngón cái và gân duỗi các ngón thì chạy trước nó gân lớn nhất trong các cái gân duỗi và nó đi phía trong, sau đó nó đi xuống mặt lòng và nó bám vào mặt lòng của đốt bàn ngón số 1 và cái xương trên trong. Đó là gân chuỗi ở phía trước ha. Rồi tới vùng cổ chân ngoài thì mình sẽ có gân mắt dài và mắt ngắn. Thì đúng cái tên của nó, mắt dài thì nó đi dài hơn ha. Còn mắt ngắn thì nó đường đi của nó ngắn hơn, đều nằm ở phía ngoài vùng cổ chân hết. Phía sau của cái mắt cá ngoài thì mình có hai gân này,
mắt dài và mắt ngắn, phía sau mắt cá ngoài. Thì mắt ngắn nó tới đây nó bám tận vào cái nền xương bàn ngón năm là nó hết rồi, nó kết thúc. Còn cái mắt dài thì nó sẽ đi xuống mặt lòng luôn, à xuống mặt lòng luôn, và nó bám tận ở đâu? Đây, nó đi xuống mặt lòng và nó bám tận vào ngón máy, ngón máy đây. Đây là gân chì trước này ha, gân mát thì nó sẽ bám tận vào ngón một, nó đi ở phía ngoài và nó bám tận vào ngón một. Đây, nó bám tận vào nền xương bàn ngón một. Đây chính là gân chạy trước, à, xin lỗi, gân mát dài. Thì lúc nãy mình nhớ gân chạy trước nó bám vào đâu? Gân chạy trước á, nó bám vào mặt trong của xương bàn ngón một, đúng không? À, còn cái mát dài mặt ngoài của xương bàn ngón một, à. Đây, tới đây nha. Một lát nữa mình sẽ đi coi cái hình này nè. Một lát nữa đi. Mình sẽ coi cái hình hai cái gân này nó sẽ nâng đỡ, nó ôm lại như cái bàn tay vậy đó, nó sẽ nâng cái vòng gan chân lên, à, nó kéo qua kéo lại nâng cái vòng gan chân lên, à, thì ở phía ngoài mình sẽ có mắt dài và mắt ngắn, à, mắt dài và mắt ngắn. Rồi tới phía trong, phía trong thì mình sẽ có gì? Chạy sau tới đây ha. Rồi bên kia có duỗi thì bên này có gấp, gấp con cái và gấp các ngón, gấp con cái dài và gấp các ngón dài. Rồi phía sau thì mình sẽ có ba cái gân của cơ bụng chân trong, cơ bụng chân ngoài và cơ dép tạo thành cái gân an sinh hay gân gót ở đây ha, nó bám vào phía sau của xương gót. Dây chằng thì dây chằng bên ngoài mình sẽ có ba cái dây chằng chính, đó là dây chằng bên ngoài thì mình có mắt cá ngoài cho tới xương gót. Cho nên mình sẽ có dây chằng sơn mát trước, sơn mát sau và dây chằng gót mát. Đây là xương mát, mắt cá ngoài của xương mát. Đây là xương gót, thì mình sẽ có dây chằng sơn mát trước, gót mát và sơn mát sau. Đó là dây chằng bên ngoài, có ba cái ha. Dây chằng bên ngoài đây có sơn mát trước, đây là dây chằng gót mát. Còn xương mát sau thì ở trên này không thấy. Rồi phía trước cổ chân, ở giữa cái xương chày và xương mát ở phía trước, mình sẽ có dây chằng chày mát trước dưới nữa, à, mình cũng có thể khảo sát được cho xương không. Còn đây là dây chằng xương mát sau, ở phía sau này ha. Thì dây chằng bên ngoài thì mình khảo sát ba cái: xương mát trước, gót mát và xương mát sau ha, và chày mát trước dưới nữa. Còn cái bó dây chằng bên trong thì mình sẽ có mắt cá trong, đúng không? Mắt cá trong thì mình sẽ có xương chày, đúng không? Mắt cá trong của xương chày tới cái xương mát, tới xương sơn thì mình sẽ có dây chằng chày xương trước, chày xương trước. Rồi các cái dây chằng delta thì tạo thành bởi ba cái dây chằng: dây chằng delta là bởi dây chằng chày gan, chày gót và chày xương sau. Đây, từ cái xương chày mắt cá trong đây tới xương gót hay là xương gan, nó có cái tên tương ứng ha. Dây chằng chày gan, chày gót, à, chày xương sau. À, đây là dây chằng chày xương trước. À, thì mình nhớ tên như vậy thôi, tuy nhiên khi mình siêu âm á khó phân biệt được các cái thành phần các dây chằng này lắm. À, mình chỉ đặt vô mình thấy được có cái dạng sợi từ cái xương mát cho tới xương gót hoặc là xương sơn thì mình biết đó là cái bó dây chằng của chồng, một trong các thành phần dây chằng đại tai thôi, chứ mình khó phân biệt được các từng cái thành phần của nó. Tuy nhiên ở phía bên cổ bên ngoài á thì mình có thể phân biệt được, à, tùy theo vị trí của nó mà nó là xương mát trước, xương mát sau hay là gót mát ha, hay là chạy mắt dưới, thì cái đó mình có thể phân biệt được liên quan khác chuyện bên trong với bên ngoài. Vậy thì mình sẽ chia thành cổ chân thành trước, ngoài, trong và sau luôn. Thì mỗi cái vùng vậy nó cũng sẽ có gân cơ dây chằng tương ứng. Thì giờ mình nhắc lại ha, đầu tiên là vùng cổ chân trước mình sẽ cảm giác cái gì nè. Thứ nhất là khớp cổ chân ha, khớp cổ chân. Rồi các cái thành phần gân cơ ở vùng cổ chân trước này, đó là gân gì? Chày trước và gì nữa? Duỗi, ngón cái, duỗi, các ngón, đúng không? Từ trong ra ngoài. À, thì mình sẽ có đây là chày trước, gân chày trước đây, duỗi, ngón cái ha, và duỗi các ngón. Đây là xương chày, cắt ngang qua cổ chân trước. Rồi
ở đây nó sẽ có cái thần kinh mắt sâu mà lúc nãy mình nói đó, chi phối cho cái vùng cảm kinh trước đúng không? Lúc nãy mình coi cái nhánh của thần kinh mắt sâu ở phía vùng gối thì xuống dưới rồi đó, chi phối cho vùng cảm kinh trước, thì tới mặt trước này à, nó sẽ nằm ở đây, nó sẽ nằm sâu cái mặt giữa cơn chuỗi à, và nó nằm giữa cái hai cái gân cơ à, chuỗi ngón cái và dùng cái ngón, thì đây là thần kinh mắt sâu à, thần kinh mắt sâu này, thần kinh mắt sâu động mặt nè, và đây là thần kinh à, thần kinh mắt sau nằm giữa hai cái gân chuỗi ngón cái và dùng cái ngón, đây là thần kinh mắt sau. Đặt ngang qua một cổ chân à, đặt đầu vào ngang qua một cổ chân thì mình sẽ có được các cái cơ chạy trước từ phía trong chạy trước à, chủ ngón cái chủ các ngón à, đây chạy trước chủ ngón cái à, chủ ngón cái chủ các ngón hai động mạch chạy trước. Mặt giữa gân chuỗi thì cái mặt giữa gân này nó sẽ có cái hình ảnh một cái sợi mảnh à, eo kém như thế này giữ các cái gân ở phía trước, khi mà nó bất thường cái mặt giữa gân này nó bị chấn thương và nó rách thì nó có thể làm chập gân à, tương tự những cái nhóm khác là một cái có mặt giữa gân của nó, thì lúc nãy mình nói có hai cái mặt giữa gân chuỗi phía trước và phía trên và phía dưới à, còn đây là mình cắt sanito qua cái gân chạy trước. Các chân tôi chạy trước, nó sẽ bám vào nền của xương bàn móng một chạy trước tới đây, quan sát được. Rồi, đó là vùng trước. Rồi đây là gân chuỗi ngón cái, gân chuỗi ngón cái đây, chuỗi ngón cái nha. Mặt giữa gân chuỗi, rồi tới vùng cổ trên ngoài. Cổ trên ngoài thì sẽ cho bệnh nhân nằm hoặc ngồi gì cũng được ha. Mình sẽ khảo sát cái gân, gân ở đây có hai cái gân nằm đi phía sau của mắt ở ngoài, đó là gân mắt dài và mắt ngắn, và các cái dây chằng. À, dây chằng ở đây mình sẽ có dây chằng bên ngoài, và có ba dây chằng có thể khảo sát được là gì? Sơn mắt trước, góc mắt, sơn mắt sau, và à, phía trên nó mình sẽ có cái dây chằng chạy mắt trước dưới nữa, à, mình có thể khảo sát được bốn cái dây chằng đó. Thì tùy theo cái dây chằng nào mình có cái tư thế phù hợp mình khảo sát được ha. Thì đây là dây chằng sơn mắt trước, mình sẽ đi từ cái mắt cá ngoài, mình sờ được cái mắt cá ngoài cái da, à, biết chỗ này là sơn sơn ha, thì mình để đầu dò như thế này mình sẽ cắt được dây chằng sơn mắt trước. Còn khi đây là xương gót ha, mình để cái từ cái mắt cá ngoài đây tới xương gót thì khảo sát được dây chằng gì, góc mắt đúng không, mình sơn mắt sau thì nó đi phía sau, còn chày mắt trước dưới thì mình biết cái chỗ này là xương mát, cái chỗ này xương chày thì nó phải để trong nhòm như thế này, chày mắt trước dưới rồi thì mình sẽ có được cái dây chằng sơn mắt trước ở đây từ cái xương mát cho tới xương sơn ha, dẹp sỏi kém như thế này là bình thường ha. Trong những trường hợp bị lập sơ mi và yếu trong cổ chân cái này là rất nó tổn thương à, buổi sau mình học mình sẽ thấy nó không còn có chút dạng sợ gì nữa hết, mà nó sẽ quỳ lại nó bự lên và nó bị mất cái chút lớp của nó. Thì đây là dây chằng sơn mắt trước, tới cái dây chằng gót mát thì mình để cho vị trí này cắt được cái nào có chút dạng sợ này nó à, thì đây là xương mát, cái này xương gót, thì cái dây chằng cái gót mát này nè mình muốn cắt được á thì mình phải để cho cái tư thế nó đúng. Khi mà mình để như thế này mình sẽ có cái tạo thành mất định hướng ở cái vị trí đây, cái xương gót đây, xương mát đây ha. Lúc đó mình sẽ thấy nó màu đen như thế này. Làm sao mà mình biết được nó đúng mà là do tổn thương hay là do bị tắc, thì mình phải để cái cổ chân à, đi ra ra ngoài như thế này, cho cái căng cái dây chằng gót mát lên, hiểu không? À, khi đó thì dây chằng gót mát nó căng lên, gót mát đây thì mình sẽ loại được cái sản phẩm ở dưới của nó, mình thấy cái dạng sợ như thế này yên tâm ha, đó là bình thường. Ở đây dạng con mát, dây chằng chạy mát trước dưới thì mình cắt
là phía trước dưới như thế này, thì có cấu trúc dạng sợi dưới sinh dày với sinh mát ở phía dưới, đó là sẽ chặn chèn mát phía dưới, chèn mát phía dưới. Gân ở vùng phía ngoài của chân ngoài có hai gân là mắt dài và mắt ngắn, đi phía sau của mắt cánh ngoài ha. Mắt dài thì nó sẽ tới xuống dưới lòng bàn chân luôn, còn mắt ngắn thì nó tới là trên bàn ngón năm thì nó dừng lại ha. Rồi mắt dài thì mình sẽ khảo sát xuống dưới luôn lòng bàn chân luôn. Thì mắt nó đang tập vào cái nền trên bàn ngón một và hai, đó là cái gân từ mắt dài ha. Thấy nó tới đây là mắt ngắn nè, còn nó băng qua nó đi chéo nó vào trong cái ngón một luôn thì nó là mắt dài. Thì gân mắt dài và mắt ngắn mình cắt từ phía trên cho tới phía dưới của cái vùng cổ chân mày này, mình sẽ thấy được đây là gân sơ mắt dài, gân sơ mắt ngắn à. Rồi cắt xuống dưới nữa thì đây mắt dài mắt ngắn ha. Tới đây là kết thúc của mắt ngắn ha. Mắt ngắn đến tận bên nền ngón năm mình thấy đây là hết rồi. Còn mắt dài thì mình sẽ lọc bàn chân, cái lọc bàn chân lên ha, để mình coi nó bám vào trong cái nền sinh bàn ngón một ở phía dưới bàn chân. À, còn đây là hai cái gân cơ mắt dài và mắt ngắn này, mắt dài ở sâu, mắt ngắn ở nông, và nó có cái mạc giữ gân mát, cũng là một cái hình ảnh thẳng như thế này ha, bọc ở phía trước. Trong những trường hợp bị chọc gân à, cũng như cái mạc giữ gân này thì gân này có thể nó chọc ra khỏi cái ra trước cái mắt cánh ngoài luôn. Trong những trường hợp siêu bông gân chặt gân thì đây mình sẽ coi cái hình ảnh siêu bông gân và dây chằng cái vùng cổ bên ngoài ha. Đặt cái đầu dài như thế này, đặt tư thế bệnh nhân đang ngồi nằm gấp à, xoay nhẹ lại trên lại phía trong mắt cánh ngoài, đây là định vị được mắt cánh ngoài ha. Thì mình sẽ coi đầu tiên là cái khớp mà còn trước ngoài thì mình sẽ coi chung, mình sẽ coi cái khớp trước, cái khớp giữa cái xương chày với lại xương sơn, rồi sau đó mình coi cái dây chằng bên ngoài à, dây chằng đây là dây chằng mát sơn nè à, dây chằng sơn mát trước, dây chằng này là dây chằng block mát à, sơn mát sau, dây chằng gì chạy mát trước dưới à, mình sẽ cắt bỏ nhiều gel vô bởi vì vùng này da thì ít xương thì nhiều ha, cho nên là nó sẽ tập kiểm. Nếu mà mình không có để ở đổ treo luôn nhiều, lắp được cái khoảng trống nó thì có khí vô nó không coi được. À. Thì đây là phần trước của cái sơn sơn đó ha, dây chằng bên ngoài có trước, dây chằng sơn mát trước dưới, sơn mát trước. Rồi góc mát tập từ cái này, nhớ để cái bàn chân mình nhân lên để nó căng ra, à, để nó coi được cái loại được cái sợi mắt ở dưới. Chính là dây chằng gì góc mát ha, thấy dạng sợ chưa, góc mát khó cắt lắm, chưa bị dạng đây góc mát sợ như thế này. Trên trước nó thì là hai cái gân mát ha, mặt dài mặt ngắn này. Rồi tiếp tới cái vùng cổ chân bên ngoài, rồi chạy nát trước, rồi đi chạy nát trước dưới lên ngay phía trước vùng cổ chân, tay chịu ở xương chày cái xương mát sợi, thấy đó, cái quá dễ sợi, đây, ha, thì đây là dây chằng chạy ngang trước, sợi như thế này, quan trọng là mình sẽ phải nắm được dây mẫu ha, cắt theo cái hướng đi của dây sợi, rồi nhánh năm của thần kinh mát. Rồi mặt ngoài thì mình có cái khớp cổ chân
nếu nó dịch chỗ khớp cổ chân nó sẽ đồng ở đây, và mình chỉ cần đặt một cái mặt cách dặn qua cái phần trước cổ chân thôi là mình có thể cảm giác được cái nhát khớp này nhát khớp trước rồi nha, đặt vô đầu vào vô cảm giác đây cái nhát khớp trước này nhát cách dặn giữa cái xương chày với lại mọi chúng ta tụ tụ khớp này để coi có tụ dịch này kia hay chỗ cái khớp này không và cái tam khớp ha. Rồi, tới cái gân mát ở vùng cổ bên ngoài có cái gân mát, mát dài và mát ngắn ha. Mát dài thì nhớ là đi kéo vào trong, từ bên ngoài đi vào trong bán bình lệnh có 1, còn mát ngắn thì bán bình lệnh có 5. Thì tương tự vậy, mình sẽ cắt từ bên ngoài, mát cái ngoài đây ha, nó nằm ở phía sau có cái ngoài, hai cái gân mát hàng kiểu gân mát, kén kén đây. Nhớ là cũng đạt là nguyên vẹn tiếp tục thì nó tổn thương chấn thương nó bất thường nó không liên tục không chịu được nữa là sẽ bị sạch hơn đó là những cái khác ha. Rồi mình đi xuống dưới di chuyển ngón chân thấy nó vẫn được cái mạch điện mát nó đứng đó là vai trò của nó kháng lực lại nó vẫn giúp cho cái đường mát này không bị trần ra khỏi cái để nó cái ngoài đó là mạch điện mát hai cái đường mát. Cảm giác tới cái trình bày bóng nằm này là mình cảm giác được cái ngừng ngừng bắt ngắn ngừng bắt ngắn đây. Rồi vùng cổ chân trong thì mình có dây chằng đến tan ha và gân gì các cái gân gấp đúng không, gân dây sau gấp cánh ngón gấp ngón cái dài hết và cái bó dây chằng đến tan nói rồi cảm giác đôi khi mình chỉ cảm giác được như một cái bó dạng sợi thế này thôi, còn từng thành phần của nó thì khó nhìn lắm. Mình cảm giác từ cái mắt cá trong cho tới xương gót, mình cắt qua mình sẽ thấy được cái bó dạng sợi này cứ dây càng bên trong. Còn gân thì mình có gân chạy sau, gân gấp ngón cái dài và gân gấp các ngón dài gấp ngón cái dài, chạy sau ngón cái thì mình thấy lúc nãy mình có cái gân chạy trước nó sẽ bám vào đâu ngón một đúng không, gân mắt dài thì nó sẽ bám vào nền ngón một, còn gân chạy sau em chạy sau nè thì nó lớn nhất ở cái gân cổ chân trong nó bám tận vào cái nền xương bàn ngón một đến ngón bốn nhiều cái gân chạy sau mà nó bám tận nó đi phía trong nó bám tận vào cái nền xương bàn ngón một đến ngón bốn nó làm thành một cái kẽ như cái quạt đó, kẽ quạt ha, nó bám vào đây. Còn gân chạy trước của mình, lúc nãy mình thấy là nó, xin lỗi gân mắt dài, lúc nãy mình thấy nó đi, nó bám vào đây, đúng không? Không một, đây gân mắt dài, ở đây gân chạy sau nè, nó đều bám ở cái phần phía dưới của cái vòng chặt gân chân hết. Thì chính hai cái này nó đan lại với nhau, nó sẽ tạo thành giống như là hai cái bàn tay nó đan vô ha, nó sẽ nâng đỡ cái vòng chặt gân chân. À, đây là hai cái gân rất là quan trọng của cái gân này, đó là gân mát dài và gân chạy sau. Một cái nó bám vào nền ngón một, một cái nó bám vào từ ngón một ngón bốn thế này. Và hai cái gân quan trọng của cái chữ cái vòng chập gân chân. Gân chạy sau sẽ cắt vào cái vùng cổ chân trong. Đi từ trên xuống dưới, như đi chung. Với lại là gấp cái ngón và gấp ngón cái dài. Đây gân chạy sau ha, gấp cái ngón, gân chạy sau và cắt dọc. Rồi gấp ngón cái dài ở đây. Đây là xoan cái mỏm chân đến sơn sẽ có cái gấp ngón cái dài đây. Thì giữa cái mắt kéo giữa cái gân gấp ngón cái dài khi mà đang bắt kéo qua gân gấp ngón cái dài nên gấp cái ngón nó có điểm bắt kéo ở mặt trong của mặt lòng của gân chân ha. Thì khi nó bắt kéo vậy nó có thể là cọ sát, nó có thể gây viêm tại cái nút này, người ta gọi là nút Henry, nút Henry thì nó có một cái hội chứng bệnh lý ở vị trí này do nó bắt kéo giữa gân gấp cái ngón và gân gấp ngón cái ở mặt lòng phía trong của gân chân. Và cái mạch kiểu gân gấp ha, thì trong cái ống cổ chân này mình sẽ có cái động mạch tĩnh mạch và thần
kinh chạy sau, ống cổ chân cũng giống như là ống thần kinh trụ hay ống cổ tay vậy đó, thì khi nó chè ép thần kinh nó sẽ gây ra cái hội chứng ống cổ chân. Thì vị trí này nếu như mà nó có một cái gì đó làm tăng thể tích ở trong ống cổ chân, nó chè ép vào cái thần kinh chạy sau này thì nó sẽ gây ra hội chứng ống cổ chân. Cái thần kinh chạy sau đi xuống dưới đây một gan chân, nó sẽ chia thành gan chân trong và gan chân ngoài. Thì cái ống cổ chân thì có thể khảo sát được từ phía trên xuống phía dưới của ống cổ chân, hai phía sau của mắt cá chân. Thì đây là thần kinh chạy sau đây, động mạch và tĩnh mạch này, thần kinh chạy sau. Đây là gân chạy sau, đây là gân gấp các ngón và bó mạch, và đây là thần kinh. Mình có thể khảo sát được hết. Đây là bàn chữ gân gấp. Rồi, để coi hình ảnh của siêu âm của cái bụng phía sau. Thứ nhất là dây chằng delta, đúng không? Nên mình nói dây chằng delta mình sẽ không có khảo sát được rõ từ cái thành phần, bắt từ cái mắt cá trong ra tới cái xương gót để mình coi được cái bó sợ của dây chằng delta như thế nào. Chúng ta sẽ dành sợ thành phần thì thành công hơn ha. Đó là dây chằng. Rồi tới gân, gân thì mình có ba gân, giống như phía trước vậy, phía trong nó có ba gân, tại phía trước chuỗi thì phía sau sẽ gấp. Có chạy sau gấp mắt có gấp mắt cái gấp sau mắt cá trong. Rồi thì mình sẽ cắt theo thứ tự ha. Thì có đầu tiên là bó mạch thần kinh thì dễ rồi ha, chạy sau thì dễ rồi. Sẽ có gân, đây là mắt cá sau đây ha, ngay phía trước của mắt cá sau mình sẽ có gân chạy sau. Và tiếp theo đây là gân gì, gấp các ngón ha, rồi gân gấp ngón cái. Còn đây là bó mạch thần kinh chạy sau nè, đi trong cái ống cổ chân á, động mạch tĩnh mạch và thần kinh chạy sau. Thần kinh thì nó có dạng dạng sợi ha, dạng tổ ong. Còn đây là gân gấp ngón cái, gấp ngón cái. Động mạch thì mình bỏ ít lơ vô mình thấy cái này động mạch hai tĩnh mạch đi kèm, động mạch hai tĩnh mạch đi kèm. Và đây là thần kinh dạng dạng chạy sau, dạng tổ ong này, đây chung với bó mạch này, thần kinh chạy sau. Xuống dưới nó sẽ tạo thành cái chia thành thần kinh gan chân trong và thần kinh gan chân ngoài ha. Rồi tới vùng cổ chân sau, vùng cổ chân sau thì dễ lắm, nó chỉ có một cái gân lớn nhất là gân gót thôi. Mình sẽ khảo sát được cái gân gót, đo bề dày của nó, khảo sát từ cái điểm bán cầu xương cơ cho tới cái điểm bán cầu trong cái xương gót. Nó là được tạo ra từ ba cái gân kiểu cơ bụng chân. Gân dài nhất và lớn nhất, mạnh nhất trong cơ thể. Rồi thì mình cho bệnh nhân nằm sấp như thế này, bàn chân duỗi thẳng và mình sẽ khảo sát từ chỗ đi bám tận thân cơ cho tới chỗ xương gót này luôn. Nếu như nó có tổn thương mình sẽ phải đọc được cái tổn thương nó là vị trí nào, khoảng cách thì bám tận bao nhiêu, khoảng cách gân bị tổn thương là bao nhiêu, để người ta biết, người ta không nói. Chứ còn mà nó đứt thì người ta khám được rồi, người ta chỉ cần bóp cái mụn chân, bóp mà bình thường. Mấy chị mình bóp cái bụng chân mình tự coi cái bàn chân mình nó gấp chuỗi ra làm sao khi nó bị đứt, nó không có còn chuỗi ra để gặp được cái mặt lòng nữa. Bình thường nếu mình bóp cái bụng chân thì bàn chân mình sẽ gặp mặt lòng. Bây giờ mình đứt rồi thì mình không có làm được cái động tác nữa ha. Thì khi mình cắt dập mình sẽ thấy được cái điểm bám tận của nó đây ha. Đây dạng sợi đây, nó lớn lắm, nó rất là dễ cảm giác nằm ngay dưới da luôn. Đó là cái bàn cắt dập và cắt ngang, tại là cắt ngang của nó. Rồi thì mình sẽ cho bệnh nhân nằm cái gì đây là gân gót, gân nha xin dạng sợi như thế này, bám vào trong xương gót, mình đi từ từ, bôi nhiều gel vào ha. Tại chỗ này nó không có cái tiết diện, nó ít nhỏ, cắt được cái điểm bám tận những cái vị trí mà nó hay bị tổn thương ha, hay bị có bệnh lý. Cơ giết á, cơ giết nằm ngay phía sau của gân, cơ bụng chân. Mình đi lên thì có cơ bụng chân trong, cơ bụng chân ngoài,
Em sợ như thế này. Rồi, thì đó là mặt cổ, chân, mặt sau. Bên này có mặt trước là nhóm cơ duỗi ha, mặt trong nhóm cơ gấp. Rồi mặt ngoài thì cơ mắt, mặt dài, mặt ngắn. Mặt sau thì có gân a sin ha. Ngoài ra thì bên ngoài, bên trong có thêm cái dây chằng bên ngoài, dây chằng bên trong nữa. Rồi tới cái một chút xíu nữa thôi. Bàn chân cũng rất cao. Và cái này cũng hay có bệnh lý. Coi thêm một chút xíu và bàn chân nữa. Thì bàn chân của mình á, đầu tiên là cái khớp giữa xương chày với lại xương mát, xương sơn của bạn coi rồi. Rồi tới cái khớp giữa cái xương bàn với lại xương ngón ha, khớp bàn đốt, khớp liên đốt. Đó, thì mình coi mình đặt vô xương bàn. Xương bàn của xương nốt gần ha, mình thấy cái thiệt khớp đây ha, đây là chõm của cái xương bàn ha, còn đây là xương nốt gần, đây là thiệt khớp. Khi mà nó có bất thường tụ dịch hay là nó viêm khớp này kia ha, mình sẽ coi ở mấy vị trí này, đây là khớp liên đốt và khớp bàn đốt ha, cái vùng bàn chân. Đây là cái mặt gan chân. Nên lúc nãy mình coi mặt mũi chân, bây giờ mình coi mặt gan chân. Mặt gan chân thì mình cũng sẽ thấy được các cái thiệt khớp đây ha, thiệt khớp vị trí này nó có tổ chức nên là có khối hóa mặt trời không ha, mặt trời. Rồi một cái chỗ chút nữa, cái vùng bàn chân nữa. Ở đây người ta chỉ cho mấy chị cái dây thần kinh gan chân nông. Anh chị nhớ nhau đến đây tiếng Anh nghe qua các cái khớp, các cái khoảng giữa cái xương bàn đó. Ở đây có một cái lý là ung thư hoàn tông xâm nhập, nên đây là cái lách cắt sẽ coi được cái khoảng giữa các cái xương bàn, giữa các cái xương bàn. Cái cấu trúc vùng bàn chân người ta cũng hay yêu cầu khảo sát nữa, đó là cái cân gan chân. Cái cân gan chân là nó sẽ bám từ cái xương gót nè, cái xương gót nè, hay người ta bác sĩ lâm sàng người ta đôi khi yêu cầu mình chỉ đo cái độ dày của cân gan chân nha. Để từ lúc mình nhân đi đau mặt lòng mặt chân thì có thể có viêm cân gan chân, thì người ta sẽ yêu cầu mình chỉ đo cái độ dày của cân gan chân. Đầu tiên nó là lựa chọn cái xong cái đầu dò đó, tần số thì cao tại vì nó nằm rất là nông, mà cái xương gót của mình cái vùng gót của mình đôi khi là da nó sần sùi, nó dày, nó khó khảo sát, thì bôi thêm nhiều vô rồi mình khảo sát cái đầu dò nó cao chút. Rồi sẽ coi đây là xương gót ở mặt dưới nè, thì cân gan chân nó sẽ bám từ đó, rồi sau đó nó sẽ đi làm cái cách dọc của nó, mình thấy là cân gan chân này. Em sợ không sâu như thế này, em sợ mình sẽ đo đầu dày ra, đầu dày này có cái gì bám vào góc cái này có lý hơn, đó, nó trẻ ra thành các cái trẻ như thế này ha, tới các cái ngón chân, và khi đó nó sẽ đi nông, nó đi ra nông, này là cân gan chân, thẳng như thế này ha, từ chỗ xương gót nó bám vô xương gót thì nó dày tới cái này thì nó mạnh, nó đi ra nông, phải là trên nó cắt ngang thì chỉ thấy được nó mạnh như thế này thôi, nha, đây ok, đây là cơ gan chân, đi ngược lại là cái gót, ngược lại là cái gót, nó dài một chút, đây là lại của cơ gan chân, mốt mình sẽ học các cái bệnh lý cơ gan chân, đây là bệnh lý của cơ gan chân. Rồi mấy chị có hỏi gì không? Đó là phần cổ chân. Thì tóm lại phần cổ chân mình cũng sẽ có bốn vùng ha, vùng trước, vùng ngoài, sau, vùng trong. Ở tới bàn chân thì mình lưu ý cái khớp liên đốt, khớp bàn đốt, nó hay có những cái bệnh lý viêm khớp ở đó. Và mình lưu ý cái hình ảnh của cân gan chân để khi yêu cầu cho mình biết đặt đầu dò như thế nào ha.
Còn mấy chị có thắc mắc gì nữa không? Trên bàn chân sẽ là hết rồi lắm. Rồi phía dưới thì mình sẽ có khớp háng, khớp gối, khớp cổ, bàn chân. Hôm sau mình sẽ đi học một bệnh lý, tôi muốn các cô đó những cái bệnh lý nào hay gặp, thường gặp, mình sẽ coi cái bệnh lý của nó. Hôm nay thì